Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là tôi đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng GrabX tiếp tục cái chuỗi series về các phương pháp vào lệnh. Và đây sẽ là phần cuối cùng của chuỗi series đó. Thì đây là phương pháp thứ ba, mang tên là phương pháp vào lệnh theo Candlestick Pattern. Thì để ôn lại bài cũ một tí thì tôi đã có hướng dẫn là các bạn phải vào lệnh theo cấu trúc thị trường nha, chứ không vào vớ vẩn. Đây là cấu trúc thị trường bao gồm là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng dao động theo vùng. Ok chưa? Rồi chúng ta phải xác định cái key level tại những vùng giá nào, tại những vùng nào thì giá phản ứng. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái vùng đó làm key level. Và cuối cùng mới là vào lệnh. Vào lệnh thì ở bài đầu tiên tôi có hướng dẫn các bạn là buy stop trên này và bắt cả một con sóng dài thông qua phương pháp là vào lệnh theo cấu trúc thị trường. Và bài thứ nhì á, là tôi đã hướng dẫn các bạn vào lệnh theo là key level, tức là xác định những vùng key level chủ chốt. Chẳng hạn như đây giá vừa phản ứng xuống, giá bật lên và giá bật xuống lần thứ hai thì chúng ta sẽ tìm buy limit ở vùng này và stop loss theo cái vùng key level đó. Thì cái bài 3 lần này là một bài mà gọi là tỷ lệ thắng cao nhất. Tỷ lệ thắng cao nhất và risk and reward được xếp thứ nhì sau cái phương pháp là vào lệnh theo theo vùng key level. Nhưng mà cái bài này thì tỷ lệ thắng lại cao hơn và tôi thích các bạn áp dụng cái phương pháp này hơn. Vì đây là một cái phương pháp nó an toàn hơn mà các bạn không phải rơi vào tình trạng là bắt đáy bắt đỉnh. Bắt đầu nha. Thì cũng như vậy, các bạn phải xác định được là cấu trúc thị trường hiện là đang xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Thì chúng ta nhìn xem để coi nha. Chúng ta đang có một cái xu hướng giảm như thế này. Tôi sẽ ký hiệu vào một ô vuông to. Trong đó chúng ta có một xu hướng tăng như thế này, ký hiệu bằng ô vuông nhỏ. Được chưa? Đây, hình dạng lệnh của các bạn như sau. Thì trong cái xu hướng tăng này gồm là xu hướng tăng này, xu hướng giảm như một vùng hồi và xu hướng tăng, gọi là xu hướng, ở đây là những cái chuyển động chính, là chuyển động chủ đạo này, còn đây là chuyển động như vùng hồi thôi, và cuối cùng lại là chuyển động chính, chuyển động chủ đạo ấy. Thì trong cái vùng này nó có một cái gọi là đỉnh đáy, thấy chưa, đỉnh đáy thấp dần tạo thành một cái xu hướng xuống. Và khi mà giá break khỏi cái vùng này là một cái yếu tố đầu tiên để xác định được là xu hướng xuống như một vùng hồi này, tức là xu hướng xuống này có thể đã kết thúc, có thể thôi nha. Tại vì sao? Tại vì chúng ta định nghĩa xu hướng tăng là một xu hướng hình thành từ 4 điểm, phải luôn có 4 điểm tăng cao dần như này thì mới hình thành xu hướng tăng nha. Còn nếu mà giá chỉ mới phá vỡ khỏi những cái vùng này thì chưa được định nghĩa là một xu hướng tăng, nhớ nha. Vì vậy chúng ta sau khi phá vỡ được cái vùng đó thì đó chỉ là một cái yếu tố để nhận định là xu hướng tăng thôi. Xu hướng tăng có thể hình thành và xu hướng giảm đã kết thúc, có thể thôi. Và sau đó chúng ta lại thấy 4 điểm cao dần như thế này. Chúng ta xong bước 1, xác định cấu trúc thị trường tại cái vùng này, xu hướng tăng, thấy chưa. Sau đó chúng ta phải xác định lại là giá hồi về cái vùng key level chủ chốt này, vùng này, giá này, chưa? Hai lần phản ứng, một lần, hai lần. Sau đó giá break qua, không được bao lâu thì giá lại tiếp tục hồi về cái vùng này, hồi lại, test lại vùng này và bắt đầu đi. Đây là vùng key level chủ chốt. Sau khi xác định được key level, chẳng hạn như vùng này, xóa hết toàn bộ nha. Chẳng hạn như vùng này, key level, bạn vẽ được một cái vùng to như này đi. Ok, mình chỉ xác định cái vùng đó mà. Sau đó bạn phải nhìn xem giá lần đầu xuống phản ứng với vùng này, được chưa? Giá lần đầu phản ứng, mình sẽ dùng cái này mình đánh dấu lại. Sau đó giá tiếp tục phản ứng lần 1, lần 2 và đến lần thứ 3, đỉnh điểm lần thứ 3. Thì theo phương pháp đầu tiên là phương pháp giao dịch theo cấu trúc thị trường thì tôi sẽ không nhắc lại nữa, mà phương pháp thứ nhì, tức là tại cái lần thứ nhì bạn vào lệnh này, là lần này là bạn đã vào lệnh như này. Lần thứ nhì tại đây, một lần, hai lần phản ứng thì bạn đã vào lệnh tại cái vùng này. Đây là trong bài giảng bài số 2, phương pháp vào lệnh bằng key level.
Thì đến bài thứ ba tôi không muốn các bạn sử dụng phương pháp đó, hoặc là bạn đã sử dụng thì phải rất là quen và thành thạo nhé, vì phương pháp này tôi chỉ cho các bạn là phương pháp thứ ba, là phương pháp dễ hơn, an toàn hơn, tức là thay vì vào lệnh ngay và hãy chờ và đọc cái hành vi giá. Ở đây hành vi giá phản ứng một lần, hai lần, ba lần. Lần thứ ba con mắt mình phải nhìn, nó cũng chỉ là một lần phản ứng về giá thôi, vì đây là hành vi giá mà. Một, hai, ba, sau ba lần phản ứng thì mình mới quyết định là giao dịch cái vùng này, giao dịch cái vùng này. Nhưng mà thay vì mình buy limit thì mình sẽ buy luôn. Lý do là mình áp dụng những cái candlestick mà mình đã học được. Candlestick trong sách giáo khoa bảo là nó không thống kê hết toàn bộ những cái nến nào mà có thể đẩy thị trường, mà nó chỉ thống kê được là những cái nến nào mà thông thường nếu có sự xuất hiện của nến đó tại những vùng chủ chốt thì thị trường sẽ bắt đầu di chuyển theo hướng mà cái lực của nến nó tạo ra. Xếp đầu danh sách là sẽ có engulfing này, sau đó tới pin bar này, tới doji các kiểu này. Thì engulfing theo mình thì một cái biến thể của nó là outside bar. Và mình thì chú trọng đến việc là cái hành vi giá nó quan trọng hơn. Chẳng hạn như các sẽ có một vài bạn tranh cãi với mình là đây không phải là engulfing. Đồng ý, mình đồng ý và mình hoàn toàn là không có phản bác gì với cái ý kiến đấy. Tại sao? Tại vì mình chú trọng hành vi giá hơn. Bạn nhớ được coi, khi mà giá đẩy thị trường xuống, nếu có một nến đẩy ngược lên và nuốt trọn toàn bộ cái nến này thì mình gọi đó là engulfing. Tiếng Anh dịch ra là như kiểu là mình nuốt nuốt trọn ấy, thì là cái bullish engulfing, tức là nến tăng này nó phải nuốt trọn. Thì một vài bạn là phải tranh cãi là thì mình chỉ cần lắp đi cả cái thân nến là được, hoặc là toàn bộ nến. Mình lại không tranh cãi về việc này, mình chỉ xem mình chỉ đánh giá là nếu nó nuốt toàn bộ thì đây là engulfing mạnh, nếu nó chỉ nuốt được thân nến, ok, đây là cũng là engulfing nhưng mà yếu hơn. Câu hỏi đặt ra, bạn muốn đặt tiền bạn vào loại nến nào? Nến engulfing mạnh hay là một nến engulfing yếu? Thế thôi, chứ không có vấn đề gì ở đây. Thế nào là định nghĩa engulfing? Mình nghĩ thoáng đi một tí. Cũng như vậy, đây là lần thứ ba giá phản ứng, và đây là một cái nến không phải engulfing nha, nhưng cái tên của nó như là bullish candlestick thôi, một nến tăng bình thường thôi. Nhưng mà mình đọc thấy cái lực nến giảm như thế này, trong vòng một tiếng sau giá tăng gần như toàn bộ này, không những tăng gần như toàn bộ mà tăng từ vùng này lên nữa cơ. Tức là nếu bạn xuống khung thời gian thấp thì bạn sẽ thấy là giá bật lên mạnh hơn là những gì nó đi đã giảm một tiếng qua. Thì mình nghĩ cây nến này với mình gọi nó là engulfing, và mình sẽ lựa chọn mình giao dịch. Thì mình chỉ cần đặt lệnh buy như thế này là mình đã có thể vào lệnh, và mình sẽ có rất là nhiều lợi nhuận. Ê, đấy, các bạn hiểu chưa? Thì mình làm mẫu cho một ví dụ của mấy bạn xem thử nha. Ok, sơ máy nó bị đơ đơ nha. Đây, tiếp tục. Vừa bị rớt mạng. Đây, không sao. Đây nhá, bạn nhìn này. Để xem như mình đã nói là đây là có một cái vùng key level, cũng chính là cái đỉnh thấp dần của một cái xu hướng xuống như một vùng hồi trước đó. Thì bây giờ mình cũng như vậy, mình sẽ phải nhìn này, đây là một cái key level để đánh dấu cho một cái xu hướng tăng có thể kết thúc, và toàn bộ những cái này xu hướng giảm có thể xuống. Tuy nhiên nó chưa có break khỏi cái vùng này nên xu hướng tăng vẫn còn, nên mình hãy cẩn thận thôi nha. Trong đó có một cái việc quan trọng nữa là mình đã đang ở xu hướng xuống rồi, nên mình chỉ chú trọng vào một xu hướng xuống này thôi, và hãy xem giá hình thành như nào. Tức là mình đã dùng xong cái bước 1 xác định cấu trúc thị trường, đây là xu hướng giảm. Tiếp tục mình phải lựa một cái vùng nào mà giá phản ứng key level, và mình xem giá có thực sự phản ứng với cái vùng đó không. Tại lần 2 thì mình được dùng phương pháp, đây cũng là chính là vùng key level cũ nè. Nếu lần 2 thì mình được dùng phương pháp vào lệnh theo key level, nhưng mà tỷ lệ thắng sẽ không bằng cái phương pháp này. Nếu như vùng key level ở phương pháp cũ thì mình sẽ sell đây này, stop loss trên đây này. Đấy,
sẽ phải chốt lệnh ở loanh quanh vùng này và thả lệnh để cho nó chạy dài hơn. Và mình cứ để đây nhé. Giá di chuyển lên có phản ứng, mình sẽ dời về đây một tí. Dạ, cái phương pháp theo key level này thì lệnh nó không có cắn, nên mình sẽ chuyển sang mình giao dịch theo cái này luôn. Tại vùng key level này có 3 lần giá phản ứng, mình sẽ đặt lệnh sell và cố gắng chốt lại ở R3, ít nhất là R3, và nhiều lắm là sẽ theo những cái vùng key level chẳng hạn như ở đây. Mình sẽ chốt lệnh ở đây, tầm đây. Ôi, đấy, bước 1 là xác định cấu trúc thị trường xu hướng giảm. Sau đó là xác định vùng key level. Sau đó là tại vùng key level giá có thực sự phản ứng cái vùng đó, thì mình mới bắt đầu mình tìm cái hành vi giá tiếp theo ở dạng candlestick theo sách giáo khoa. Và sách giáo khoa mình đã có nhấn mạnh một chỗ là trong thị trường có một loại hành vi giá, sau khi hành vi đó xuất hiện thì thị trường rất có thể sẽ di chuyển theo cái xu hướng đó. Một trong những hành vi giá rất mạnh đó mang tên là engulfing, thì mình cứ theo cái danh sách đó mà mình giao dịch. À, dưới này nha, đang đợi dưới này. Đấy, thì mình cứ để đang lại một lần nữa này, giá phá vỡ đi cái xu hướng tăng này, thấy không, xu hướng tăng nó xíu dưới này này, thấy xu hướng tăng đấy, thì giá phá vỡ đi, thì mình có thể đoán ngay chỗ này có một cái vùng key level. Mình có thể xuống M15 để mình nhìn một lần phản ứng này, nếu lên lần thứ hai bạn có thể giao dịch được, còn nếu giá không phản ứng thì mình sẽ bỏ lỡ cái cơ hội này. Đây, đây là lần thứ hai này mình có thể giao dịch từ cái vùng này. Thay vì mình sell ở đây và stop loss trên này theo phương pháp key level, thì mình áp dụng phương pháp thứ ba là mình đọc nến. Mình cứ đọc theo những cái nến mà sách giáo khoa chỉ là mình có thể giao dịch được. Ok, vùng key level này, đây có một cái nến này, nó đi này, đi được một đoạn thôi, có thể bị break even, có thể bị loss, không sao. Để xem như nào, vùng này không giữ được nữa, tức là nếu bạn giao dịch thì bạn chỉ có thể vào được cái nến này thôi, này đi được một đoạn thôi. À, TB rồi nhỉ, cái gì một lúc thì mãi quên mất TB. TB rồi này, đấy xong nhé, tôi đã hướng dẫn các bạn cái bước thứ ba, không, cái bài 3 chứ, bài 3 là bài vào lệnh theo phương pháp candlestick pattern, nhớ nhé. Candlestick pattern chỉ là một phương pháp mà con người họ tổng hợp lại những hành vi của giá, nên cái quan trọng hơn hết là cái hành vi của giá chứ không phải là candlestick. Nên khi bạn tìm thì bạn phải tìm key level chủ chốt, cái vùng key level nào giá có phản ứng và bạn tin vào cái vùng đó. Vì sao? Vì giá đã phản ứng mà, thì bạn mới bắt đầu tìm candlestick, đừng cố gắng tìm vô tội vạ nhé. Nếu không thì cái phương pháp của bạn sẽ bị hỏng. Chẳng hạn như bạn, nếu bạn tìm cái candlestick ở đây engulfing thì chỉ đi được một đoạn thôi, nhưng mà bạn cũng phải sẽ bị lỗ. Nhưng nếu bạn kẻ ra một cái vùng giá nó có phản ứng, đây, phản ứng lần 1, phản ứng lần 2, thì khi đó bạn vào lệnh, bạn chọn một cái nến nào mà phù hợp với tính cách của bạn, mà bạn bắt test được nhiều nhất á, thử nghiệm được nhiều nhất trong quá khứ ấy, thì bạn có thể vào. Thì hai cái thời điểm mà candlestick ở vùng này, tức là hành vi giá tại lần thứ hai và lần thứ ba, thì mới được tính, nó mới quan trọng và nó mới được thể hiện được là cái vùng này nó giữ và nó đẩy đi. Ok, video lần này đến đây là hết. Chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công. Nếu bạn thấy video lần này có ý nghĩa thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.